Hello mọi người, dạ em là Hoàng Đen đây. Đây em đang trên đường đi ra Lê Hồng Phong có việc á, thì em thấy mày chó này nè, mày đang chở trên đường cho nên là quay tôi. Dạ không, em không quay anh đâu, đừng lo. Không hề có quay anh luôn, không có. Đây là có anh này, anh chở mấy chó thì em có hỏi bao nhiêu con anh? Mỗi con này 5 triệu. Bốn con này 5 triệu. Ủa nãy mới nói 1 triệu ngày mà ta. Nãy 4 triệu 8 thì mua 5 triệu rồi. À. 2 50 chưa được 3 con. 2 3 4 con. Thì bây giờ là cần gấp đó mọi người ơi, thì bây giờ là bốn bé này là 5 triệu. Con ông đang trên đường đi ra Lê Hồng Phong á, thì dạ em biết rồi, em không quay anh đâu, đừng lo. Dạ rồi.